Hôm nay giới thiệu đến các bạn Omley Luckman L430, một cái con Omley mà tầm giá dễ chơi nhất của Luckman và chất âm nó cũng hay nhất so với cái tầm giá tiền bỏ ra. Thì con Luckman mình giới thiệu là một cái con mà nó có mặt phay nhôm rất là đẹp. L430 là cái thiết kế cái series dòng L quen thuộc từ L410 cho đến 430 rồi 510, 530, 540, 570. Thì 430 nó xếp trong cái phân khúc loại trung bình của Luckman, mà với cái mức giá mà bây giờ mình bán thì hiện tại 6 triệu á, thì nó hay hơn rất là nhiều so với những dòng như là Denon hoặc là Marang hoặc là Sansui cùng mức giá này. Con này thì nó có các cái chức năng cơ bản như sau: bát, trep và cái loa boss này nó cũng hoạt động tương tự loa red, nhưng mà cái loa boss này thì nó sẽ có cái tăng âm bass vừa chứ không có quá lực giống như là loa red. Các bạn lưu ý là cái nút tông này chúng ta phải nhấn vào in chúng ta mới chỉnh được bass red nha. Đây là nút power, nút nguồn, khi nhấn lên thì cái đèn nguồn chỗ volume, đèn chỗ đầu volume này nó sáng này, nó báo nguồn này, và một cái đèn chỗ này là ghi chữ warm up này đó, đóng là lè chơi được hai cặp loa. Chỉ 6 triệu thôi, mình có một bài test nhanh để các bạn nghe và thưởng thức. Thì cái con này thì nó không phải là đẹp hoàn hảo, nhưng mà mặt tiền của nó không có một vết trầy. Còn tiền lưng của nó thì nó cũng đẹp, nhưng mà nó cũng hơi dính bám bụi thôi. Quay phía sau cho các bạn xem nha. Con này thì công suất không quá lớn, 230W. Nhưng mà với mức công suất này thì nó vẫn hay hơn so với, nó vẫn có nhiều mạnh hơn so với những dòng đèn ông và mà răng cùng mức giá. Hai trăm ba mươi, nó có thể làm một cái phần rè ao để chúng ta chơi rè được, nó chơi được hai cặp loa, một cặp thì nó sẽ chơi được từ 4 ohm trở lên, hai cặp thì cặp nào của các bạn cũng phải 8 ohm. Nếu chúng ta chơi hai cặp thì đòi hỏi hai cặp loa của chúng ta đều là 8 ohm. Rồi, mức giá là 6 triệu. Các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm, số điện thoại dưới góc màn hình nhé. Và bây giờ mình sẽ test nhạc các bạn thưởng thức. Cái âm lây lớp men nè. Oh,
430, các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm số điện thoại dưới màn hình nha.